Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Trân Như xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự tối ngày 1 tháng 6 năm 2018. Chương trình của chúng tôi tối nay gồm có những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Blogger mẹ nấm tuyệt thực. Tù nhân Trần Thị Nga không được gặp gia đình. Tòa phúc thẩm 4 thành viên Hội Anh em Dân chủ. Trong phần thời sự chúng tôi có bài về việc Thủ tướng muốn lấy lại niềm tin của người dân. Và ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, vừa qua phải dùng biện pháp tuyệt thực và cho biết sẽ từ chối thức ăn của nhà tù vì có những biểu hiện lạ. Vào chiều ngày 31 tháng 5 năm 2018, thân mẫu và hai con của tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đến trại Nam Yên Định, Thanh Hóa và bốn người đã có cuộc gặp tại đó. Đây là lần gặp thứ hai với thân nhân kể từ khi tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị chuyển trại giam. Trả lời Đài Á Châu Tự Do khi đang trên đường trở về lại nhà sau chuyến thăm con, thân mẫu của blogger mẹ nấm là bà Nguyễn Tuyết Lan cho biết. Dạ, tôi có vô gặp Quỳnh thì Quỳnh nói là có những việc con muốn nói với mẹ ngay bây giờ đây. Là thứ nhất, từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 5 con đã tuyệt thực bởi vì cái cách đối xử ở xung quanh con đã nó không làm cho con vừa lòng. Và từ đây con sẽ không ăn đồ ăn của trại giam họ đưa cho con nữa. Bởi vì khi con ăn vô có những cái biểu hiện rất kỳ lạ, nên là rất là khó chịu. Và các khớp có lẽ con nằm dưới đất, các khớp của con đều sưng lên hết. Cũng theo bà Tuyết Lan thì cho đến nay, blogger mẹ nấm vẫn bị trại giam từ chối không cho nhận sách thánh kinh và thánh ca, cũng như thư từ của bạn bè và người thân. Thư mà blogger mẹ nấm gửi ra cũng không được gửi về nhà, mà bị giữ lại cho đến khi có cuộc gặp vào ngày 31 tháng 5. Những bức thư từ các tổ chức quốc tế gửi cho bà Tuyết Lan đến nay vẫn chưa nhận được. Xin nhắc lại, vào tháng 10 năm 2016, blogger mẹ nấm đã bị nhà cầm quyền Khánh Hòa bắt giữ sau những nỗ lực tranh đấu của bà cho vấn đề chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cũng như vấn đề dân sinh, nhân quyền của người dân Việt Nam. Bà bị khởi tố và tuyên án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự trong phiên xử sơ thẩm ngày 29 tháng 6 năm 2017. Tòa phúc thẩm vào ngày 30 tháng 11 năm 2017 giữ nguyên án sơ thẩm. Sau khi tuyên án vào ngày 27 Tết âm lịch 2018, bà bị chuyển trại giam từ Khánh Hòa ra trại giam số 5 Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị, tù nhân lương tâm Trần Thị Nga đã mấy tháng nay vẫn chưa được phép gặp và gọi điện thoại cho người thân. Thông tin này được ông Phan Văn Phong, tức là cha của hai đứa con của bà Nga, cho Đài Á Châu Tự Do biết vào hôm 1 tháng 6. Ông Phong cho biết vào hôm 29 tháng 5, ông đã nhận được cuộc điện thoại của một người nói là ở cùng phòng giam với bà Nga vừa ra trại và cho ông biết một số thông tin về bà Nga. Tôi gọi điện, tôi báo là chị Nga, chị nhắn rằng là đợt này cũng đừng có vào vội vì là người ta cũng chưa cho gặp đâu. Thì người ta nói là chị thì vẫn bình thường thôi, thì họ nói thế thì mình biết thế thôi. Chứ còn thực sự như thế nào thì mình không thể biết được. Từ Tết đến giờ là điện thoại tiêu chuẩn 5 phút một tháng là người ta cũng cắt, không cho gọi về. Theo ông Phong, kể từ Tết âm lịch tới nay, bà Nga chưa được gọi điện về cho gia đình. Ông Phong cũng nói thêm rằng, phía trại giam cho biết là bà Nga luôn tỏ thái độ chống đối quyết liệt kể từ khi nhập trại, nên không giải quyết những quyền lợi của tù nhân cho bà Nga. Vài ngày nữa, ông sẽ dẫn hai con nhỏ vào Gia Lai để thăm bà Nga. Nhà hoạt động Trần Thị Nga, hay còn biết đến với tên gọi là Thúy Nga, thường lên tiếng ủng hộ các dân oan, các tù nhân lương tâm, chống lại những sai trái của nhà cầm quyền địa phương. Bà là một lao động tại Đài Loan bị cả chủ và người môi giới lừa đảo, buộc bà phải lên tiếng đấu tranh. Và từ sau khi trở về nước, bà đã tham gia vào các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo, dấn thân đòi hỏi công bằng cho xã hội. Bà là một trong số ít các nhà hoạt động nữ nhiều lần bị đánh đập, kể cả bị gãy chân tay, cũng như nhà liên tục bị sách nhiễu bằng đủ hình thức và cấm cản các hoạt động.
Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm ngoái, Tòa án tỉnh Hà Nam y án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động Trần Thị Nga với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Vào tháng 3 vừa qua, bà bị chuyển sang trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Ngày 20 tháng 10 năm ngoái, bà được Tổ chức Ân xá Quốc tế vinh danh là một trong 6 phụ nữ can đảm của năm. Thưa quý vị, các file ghi âm những phiên họp của Hội Anh em Dân Chủ có thể sẽ được đem ra giám sát trong phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai 4 tháng 6 năm 2018 tới đây. Bà Nguyễn Kim Thanh, vợ của nhà báo Trương Minh Đức, đang bị giam trong vụ án chính trị Hội Anh em Dân Chủ, nói với Đài Á Châu Tự Do ngày 1 tháng 6. Rồi đợt này ấy thì hôm qua luật sư cho hay là anh có làm một cái đơn là yêu cầu tòa án cấp cao sẽ đưa 5 cái người giám định viên đó ra để đối chất. Thì đợt này tòa án có ghi vào trong cái bảng quyết định để tham sự phiên tòa đấy. Thì có tên cả 5 người đó. Nên anh Đức anh nói là mong rằng đợt này người ta không tránh né và người ta sẽ ra để đối chất phiên tòa cho nó sáng tỏ hơn. Bà Thanh giải thích rõ hơn là những file âm thanh này được coi như những chứng cứ cho phiên tòa. Nhưng trước đây, khi ông Trương Minh Đức yêu cầu các giám định viên cho nghe các file này, thì họ đều tránh né. Theo ông Trương Minh Đức, những file âm thanh này ghi lại biên bản những cuộc họp định kỳ của Hội Anh em Dân Chủ và nội dung không hề có chuyện âm mưu lật đổ chính quyền. Xin được nhắc lại là Hội Anh em Dân Chủ được luật sư Nguyễn Văn Đài và một số đồng sự thành lập vào tháng 4 năm 2013, với chủ trương đấu tranh bất bạo động cho dân chủ ở Việt Nam. Tháng 12 năm 2015, luật sư Nguyễn Văn Đài và một người cộng sự là cô Lê Thu Hà bị bắt với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Luật Hình sự Việt Nam. Đến tháng 7 năm 2017, có thêm 4 thành viên của Hội Anh em Dân Chủ bị bắt, đó là mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông Trương Minh Đức, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Bắc Truyển, bị bắt với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Luật Hình sự Việt Nam. Phiên sơ thẩm xử 6 thành viên Hội Anh em Dân Chủ vừa nêu diễn ra vào ngày 5 tháng 4 vừa qua, với tổng cộng mức án cho 6 người lên đến 66 năm tù giam. Ngoài 6 người vừa nêu, ông Nguyễn Trung Trực, người được giao nhiệm vụ phát ngôn nhân của Hội Anh em Dân Chủ, bị bắt vào tháng 8 năm 2017, cũng theo điều luật số 79, ông này chưa được đưa ra xét xử. Đầu tháng 9 năm 2017, đến phiên ông Nguyễn Văn Túc, thành viên Hội Anh em Dân Chủ ở Thái Bình bị bắt. Ông này bị đưa ra xử ngày 10 tháng 4 vừa qua với mức án 13 năm tù. Cô Trần Thị Xuân, một thành viên của Hội Anh em Dân Chủ tại miền Trung, bị bắt vào tháng 10 năm ngoái và bị đưa ra xét xử ngày 12 tháng 4 vừa qua với bản án 9 năm tù. Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét lại thủ tục giám đốc thẩm và hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội dâm ô trẻ em. Thông tin được Truyền thông Việt Nam loan đi cho biết, các thành viên Ủy ban Thẩm phán tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao hủy bản án phúc thẩm và giữ nguyên bản án của Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù. Đồng thời, Ủy ban Thẩm phán nhận định bản án sơ thẩm của thành phố Vũng Tàu tuyên với bị cáo Thủy 3 năm tù giam là đúng người đúng tội. Trước đó, ngày 11 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu xử phúc thẩm đã tuyên giảm án cho ông Thủy từ 3 năm tù giam xuống còn 18 tháng tù treo. Thưa quý vị, bản án sau đó đã gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu xem xét giám đốc thẩm và hủy toàn bộ bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Vũng Tàu. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis vừa có cuộc gặp song phương với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam bên lề đối thoại Shangri-La sáng ngày 1 tháng 6 năm 2018. Tại buổi gặp gỡ thì hai vị bộ trưởng cho rằng mối quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam đạt được nhiều kết quả tốt, phù hợp với mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Ông James Mattis cảm ơn Việt Nam trong việc đón tiếp hàng không mẫu hạm Camp Vinson sang thăm Đà Nẵng hồi tháng 3 vừa qua. Bộ trưởng Mattis cho biết Mỹ ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Hoa Kỳ cũng đánh giá cao việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Mattis cũng cho biết Hoa Kỳ đang nghiên cứu chuyển giao cho Việt Nam máy bay huấn luyện và một số trang thiết bị khác.
Cũng tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong muốn Mỹ sớm khởi công dự án xử lý ô nhiễm chất dioxin tại sân bay Biên Hòa. Cũng tại đối thoại Shangri-La, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền tự do hàng hải trong vùng biển châu Á với mục đích thương mại. Trước đó vài ngày, Ấn Độ cũng cam kết giúp phát triển một cảng chiến lược ở Indonesia. Thủ tướng Modi tuần này thăm ba nước Đông Nam Á như một phần của chính sách hướng Đông về tăng cường các mối quan hệ trong khu vực trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc, đặc biệt là tranh chấp ở Biển Đông. Thủ tướng Ấn Độ vừa qua đã mời các nhà lãnh đạo của tất cả 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đến cuộc diễu hành ngày Cộng hòa Ấn Độ tại New Delhi. Với tin tức và thời sự cập nhật hàng ngày nhằm cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, chương trình truyền hình tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do tường trình các diễn biến thời sự liên quan đến Việt Nam. Phương châm của chúng tôi là không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình RFA được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ Ba tới thứ Bảy và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ Hai tới thứ Sáu trên mạng xã hội Facebook và trên YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mong quý vị chia sẻ chương trình và giới thiệu thêm người thân và bạn bè của quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 tới đây, thì chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ chuyển từ phát thanh trực tiếp từ làn sóng ngắn sẽ chuyển sang phát thanh trên các ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do như là Facebook hoặc là YouTube cũng như là trên app. Thời gian phát sóng vẫn là 7 giờ sáng và 9 giờ tối giờ Việt Nam các ngày trong tuần. Quý vị có thể tải ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do từ App Store có tên là Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại iPhone và Android để nghe phát thanh trực tiếp trên ứng dụng tin của Đài Á Châu Tự Do. Các chương trình phát thanh của đài cũng được lưu trữ trên trang web của đài ở góc bên phải màn hình. Để nghe trực tiếp trên Facebook thì quý vị có thể chọn theo dõi trang Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Hoặc là để theo dõi trên chương trình YouTube thì quý vị cũng có thể vào trang web của đài trên YouTube, đó là RFA tiếng Việt, để theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, trở lại với chương trình trong ngày hôm nay thì thưa quý vị, trong buổi thảo luận Quốc hội sáng ngày 22 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu rằng là niềm tin của dân là nguồn lực xây dựng đất nước. Tại sao Thủ tướng phải có kêu gọi về niềm tin của người dân lúc này? Phương Anh có bài tìm hiểu sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những kết quả đạt được ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội là do có được niềm tin của người dân và đây cũng chính là nguồn lực rất lớn để xây dựng đất nước. Tiến sĩ Võ Chí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phản ảnh thực tế. Ông giải thích. Có nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất là cái tình hình kinh tế nó còn rất nhiều thách thức. Thế nhưng mà những cái chỉ số nó cho thấy là đã có những cái cải thiện nhất định. Ví dụ như là môi trường kinh doanh. Ví dụ như những con số về đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đấy thì nó cũng có những cái nỗ lực đang cải cách cái bộ máy nhà nước. Rồi thì cái cuộc chiến chống tham nhũng có những cái sự cải thiện nhất định cả về cái tốc độ hồi phục kinh tế, ổn định vĩ mô. Và đặc biệt là cái cải cách thể chế kinh tế. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một doanh nhân và là nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội, cũng đồng ý với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu sự tin cậy của người dân vào chính quyền là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội nói chung, kể cả phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, việc ông Nguyễn Xuân Phúc dùng khía cạnh rất quan trọng này để áp đặt vào tình hình Việt Nam hiện nay, và coi đó là thành công của chính quyền trong việc thu phục được sự tin cậy của người dân, thì cần phải xem xét một cách thận trọng. Ông giải thích thêm. Sự tăng trưởng kinh tế năm ngoái là đạt 6,81%. Và trong quý 1 năm nay đạt
7,3% là một con số rất là đẹp. Nhưng mà cái con số này nó không phản ánh cái điều mà ông Thủ tướng muốn ám chỉ. Tức là có cái sự tăng trưởng như thế là do có cái niềm tin của người dân vào cái hệ thống này. Thực sự để có cái tăng trưởng, con số tăng trưởng kinh tế đẹp thì có rất là nhiều biện pháp. Và nhất là những biện pháp về tăng trưởng tín dụng. Những biện pháp như là tăng thuế giá trị gia tăng. Những biện pháp như là thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Bởi vì thực sự cái con số tăng trưởng kinh tế không phải là cái quan trọng hàng đầu. Vì có thể có tăng trưởng kinh tế nhưng mà thực sự không có sự phát triển. Bởi vì tăng trưởng con số có thể sửa sang con số đấy bằng cách tính lại hoặc là bằng cách dùng những phương pháp tính khác nhau để tính tăng trưởng kinh tế. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho rằng phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc không đúng với thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay. Thực ra thì mình nghĩ là câu nói này của ông Phúc giống như là mặt trời mọc phía đằng đông vậy. Vì nói thế ai chẳng nói được. Phải nêu thật vấn đề rằng là hiện nay thì người dân có tin vào sự lãnh đạo Đảng Cộng sản hay không. Thì cái đó là rất xem lại. Mình cho rằng là chẳng mấy ai tin nữa. Trong phần phát biểu trước Quốc hội, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến thảm họa môi trường Formosa và lấy đó là một bằng chứng về sự đồng lòng của người dân và chính quyền. Hệ thống của chúng ta trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, từ trung ương đến địa phương. Sức mạnh của toàn dân tộc được thể hiện thông qua những sự kiện lớn của đất nước. Từ sự việc môi trường do Formosa gây ra, sự việc lớn và nghiêm trọng như vậy, nhưng chúng ta đồng lòng rất cao. Vào tháng 4 năm 2016, thảm họa môi trường do nhà máy Formosa xả chất thải chưa qua xử lý trực tiếp ra biển đã khiến cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và đời sống ngư dân tại đây. Phía Formosa sau đó đền bù 500 triệu đô la Mỹ cho người dân bị thiệt hại. Tuy nhiên, nhà máy này sau đó vẫn tiếp tục hoạt động. Vì vậy, khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến thảm họa môi trường Formosa như sự đồng lòng của chính phủ Hà Nội và người dân, nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho rằng đây là sự so sánh khập khiễng. Nếu mà ông Phúc ông lại dùng cái đó để ông nói rằng là vì người dân đặt niềm tin nên là Formosa họ đã phải xin lỗi hay họ đã phải nhượng bộ hay họ đã phải làm gì đó. Và đấy mà là động lực của phát triển đất nước thì nó nghe nó hơi khôi hài. Bởi vì đến bây giờ thì các hậu quả của Formosa nó vẫn còn tiếp tục. Cái việc mà người dân đồng lòng khắp từ Bắc chí Nam, nhất là ở các tỉnh miền Trung, chống lại Formosa và bị chính quyền đàn áp một cách rất là khốc liệt. Cái đó không ăn nhập gì với cái chuyện lòng tin của người dân mà ngược lại. Và cái đó tôi nghĩ là chính phủ khó có thể huy động để mà cho cái sự tăng trưởng kinh tế hoặc là cho cái sự củng cố hệ thống. Những cuộc biểu tình phản đối hoạt động của nhà máy Formosa hay yêu cầu khởi kiện nhà máy này gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường biển của Việt Nam đã bị chính quyền đàn áp mạnh mẽ trong suốt thời gian vừa qua. Đáng chú ý nhất là trường hợp của nhà hoạt động môi trường Hoàng Đức Bình, người tham gia vào đoàn biểu tình yêu cầu đóng cửa Formosa, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án sơ thẩm 14 năm tù giam trong phiên tòa ngắn ngủi sáng ngày 24 tháng 4 năm 2018 vừa qua. Từ những sự việc này, câu phát biểu niềm tin của dân là nguồn lực xây dựng đất nước của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của công luận. Nhiều người đặt vấn đề, hiện còn bao nhiêu người vẫn tin vào bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà biết bao trì trệ, bảo thủ làm đất nước tụt hậu so với những nước khác, kể cả Lào và Campuchia, không hề được giải quyết, thậm chí ngày càng bế tắc hơn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do đến cuối chương trình. Mong quý vị trở lại với chúng tôi vào sáng mai lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Trần Như xin cầu chúc quý vị có được một đêm an lành và một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.